Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Win Win Việt Nam, chương trình Hỏi Khó Đáp Nhanh số 12. Câu hỏi thứ nhất của Trung Ngô Xuân. Chào chị Yến Hải, chào mọi người. Cho em hỏi, năm 1979, tàu đánh Việt Nam ở biên giới phía Bắc, Việt Nam có một đoàn quân lại đánh sang Trung Quốc. Chị cho em biết tên sư đoàn ấy gồm bao nhiêu quân và đánh sang trở về có còn hay xóa sổ? Trả lời, câu hỏi này xin phép không trả lời bạn, nhưng góp ý bạn không nên dùng từ xóa sổ cho một đoàn quân dũng cảm lấy tấn công làm phòng vệ. Câu hỏi số 2 của bạn Chính Phạm. Xin chào chị Hải Yến. Em biết Win Win ra đời được 3 năm. Em mới được biết Win Win Việt Nam khoảng 1 năm nay. Em và nhiều người muốn tò mò một chút về phu quân của chị, không thấy trên kênh ạ. Trả lời, thực ra phu quân của chị Yến vẫn có mặt cùng với Win Win Việt Nam trên mọi chuyến xa gần, thường có mặt trong các cuộc gặp gỡ với các cựu chiến binh. Ông là một cựu chiến binh biên giới phía Bắc, một quân nhân đã về hưu. Câu hỏi số 3 của Hồng Nguyễn. Xin hỏi chị Yến, Mỹ chống khủng bố quốc tế, sao Mỹ chứa chấp khủng bố Việt Nam Cộng Hòa trở về khủng bố đất nước Việt Nam? Xin chị giải đáp, chúng còn gọi là chính phủ lâm thời của Đào Minh Quân, sao Mỹ không bắt đám khủng bố đó? Trả lời, nói như vậy là chưa khách quan. Chưa có vụ nào từ Mỹ về Việt Nam khủng bố thành công. Vụ của ông Hoàng Duy Hùng cũng chỉ là lời kể của ông ấy và không thực hiện. Cái gọi là chính phủ lâm thời của ông Đào Minh Quân cũng không được Mỹ ủng hộ hay đồng ý. Nó chỉ tồn tại như các hội nhóm khác. Câu hỏi số 4 của Tấn Dương. Chị Yến cho tôi hỏi, qua theo dõi thời sự, chính trị, ngoại giao, quan hệ quốc tế, thì tôi thất vọng một điều. Quan hệ giữa Việt Nam và Nga mới có thể là chưa có thông tin đầy đủ, vì trước đây đã có ký hiệp định giữa Việt Nam và Liên Xô cũ toàn diện, nhưng sau khi Liên Xô sụp đổ thì quan hệ giữa Việt Nam và nước Nga mới ra sao? Nghe nói không còn ký kết quan hệ toàn diện nữa, đường ai nấy đi, có đúng không? Vì là người ham quan sát quan hệ giữa các nước, tôi thấy đất nước Nga là đất nước có độ tin cậy cao. Vì lý do gì mà quan hệ đã thay đổi? Có đúng không? Trả lời, không. Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga kế thừa quan hệ giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết trước đây. Ngày 16 tháng 6 năm 1994, Việt Nam và Nga ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị. Năm 2000, chính phủ Nga quyết định xóa 85% khoản nợ trị giá 11 tỷ USD mà Việt Nam còn nợ Liên Xô. 15% còn lại, 1,65 tỷ USD, được Nga ưu đãi cho chi trả dần trong 23 năm dưới hình thức các khoản đầu tư. Từ 28 tháng 2 đến mùng 2 tháng 3 năm 2001 đã diễn ra chuyến thăm chính thức Hà Nội của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược, nghị định thư liên chính phủ về việc rà soát cơ sở điều ước pháp lý và hiệu lực các hiệp ước và hiệp định song phương và các văn kiện ngành khác. Liên bang Nga là nước đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Hai nước duy trì cơ chế Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật, đồng thời thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga nhằm trao đổi biện pháp tăng cường hợp tác và hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư cho doanh nghiệp hai nước. Năm 2007, Việt Nam và Nga đã công nhận lẫn nhau có nền kinh tế thị trường, tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp của nhau thâm nhập thị trường. Gần 5% con số chính thức người Việt tại Nga là sinh viên theo học bằng học bổng của chính phủ Nga. Nga xuất khẩu sang Việt Nam máy móc và thép, Việt Nam xuất khẩu sang Nga
lúa gạo và vải vóc. Hai nước cũng giữ mối quan hệ trong lĩnh vực năng lượng với việc liên doanh Vietsopetro khai thác dầu thô tại mỏ Bạch Hổ. Câu hỏi số 5 của Tu Hoàng. Cho tôi hỏi, chủ nghĩa tư bản là cụm từ do bên nào đặt tên? Có phải chỉ có những người cộng sản gọi không? Cho tôi hỏi, mệnh đề chủ nghĩa tư bản có mang tính toàn cầu hay không? Hay chỉ là những người cộng sản đặt tên cho nó? Trả lời, chủ nghĩa tư bản là một hệ thống kinh tế dựa trên quyền sở hữu tư nhân đối với tư liệu sản xuất và hoạt động sản xuất vì lợi nhuận. Archimedes là người đóng góp lớn nhất xây dựng một hệ thống lý luận tương đối hoàn chỉnh về chủ nghĩa tư bản tự do hay tự do kinh tế. Archimedes sinh ngày 16 tháng 6 năm 1723, mất ngày 17 tháng 7 năm 1790, là nhà kinh tế chính trị học và triết gia đạo đức học người Scotland, mở đường cho phát triển lý luận kinh tế. Bộ sách Bàn về tài sản quốc gia là cơ sở kinh tế học hiện đại và cung cấp một trong những cơ sở hợp lý nổi tiếng nhất của thương mại tự do, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa tự do. Với kiến thức hạn hẹp, tư duy cực đoan, đa phần trong chúng ta đã hiểu sai cách đặt vấn đề về chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, biến chúng thành những phe đối kháng, trong khi bản chất chúng chỉ là những khái niệm chỉ hình thái một xã hội được nghiên cứu một cách khoa học. Câu hỏi số 6 của Lực Phạm. Xin WinWin Việt Nam trả lời công khai cho nhiều bạn trẻ có hay không ở Bắc Việt Nam trước năm 1975. Còn có hai đảng nữa là Đảng Xã hội và Đảng Dân chủ Việt Nam do hai ông làm bí thư hai đảng đó, Nguyễn Xiển và Nghiêm Xuân Yêm. Vì tôi sinh năm 1954 nên tôi biết, nhưng có nhiều bạn trẻ thế hệ 89X, họ có người là đảng viên cộng sản mà họ không biết, còn cãi là không có. Trả lời, Đảng Dân chủ Việt Nam là chính đảng của tư sản dân tộc và tiểu tư sản trí thức yêu nước và tiến bộ Việt Nam. Hoạt động từ năm 1944, tên ban đầu là Việt Nam Dân Chủ Đảng hay Việt Nam Tân Dân Chủ Đảng. Tiền thân là Tổng hội Sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1940. Trong Quốc hội khóa 1 năm 1946, đảng giành 46 ghế do Đỗ Đức Dục và Tôn Quang Việt lãnh đạo. Có hai ghế trong Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam là Dương Đức Hiền, Cù Huy Cận và 4 ghế trong Chính phủ lâm thời. Đến tháng 3 năm 1946 là Dương Đức Hiền, Cù Huy Cận, Vũ Trọng Khánh, Vũ Đình Hòe. Ở Nam Bộ, ban đầu các đảng viên hoạt động như là nhóm Tân Dân Chủ do Huỳnh Văn Tiểng lãnh đạo năm 1945. Sau khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, tháng 12 năm 1946, đảng gia nhập Việt Minh. Từ năm 1954 đến năm 1975, đảng hoạt động tại miền Bắc Việt Nam. Tại miền Nam, tách ra năm 1961, vẫn lấy ngày thành lập năm 1944, thành lập Đảng Dân Chủ tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tới năm 1975, và từ năm 1975 đến năm 1988 trên toàn Việt Nam. Từ Quốc hội khóa 2, ứng cử viên tranh cử trong khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 13 tháng 10 năm 1988, đảng được Hội đồng Nhà nước tặng huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ghi nhận những cống hiến của Đảng Dân chủ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc, trong hai cuộc kháng chiến, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đảng Dân chủ Việt Nam tuyên bố giải thể trong năm 1988. Ngày 1 tháng 6 năm 2006, ông Hoàng Minh Chính, cựu Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ dưới thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ra tuyên bố phục hồi Đảng Dân Chủ, lấy lại tên cũ là Đảng Dân Chủ Việt Nam, sử dụng tên gọi khác là Đảng Dân Chủ Thế kỷ 21. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Văn Tiểng, cố Ủy viên Thường vụ Đảng Dân Chủ Việt Nam từ năm 1944 đến năm 1988,
thì bản thân ông Chính đã bị khai trừ khỏi Đảng Dân Chủ từ lâu. Khi không được sự đồng tình của số đông cựu đảng viên, ông không có quyền và không đủ tư cách đứng ra khôi phục đảng. Và Đảng Dân Chủ hiện nay mà ông Hoàng Minh Chính lên tiếng khôi phục thì về bản chất đã khác Đảng Dân Chủ từng tồn tại từ năm 1944 đến 1988. Đảng Xã hội Việt Nam thành lập ngày 22 tháng 7 năm 1946, tên là Việt Nam Xã hội Đảng, mục đích tập hợp đoàn kết mọi trí thức yêu nước và dân chủ. Tiền thân là Liên minh Xã hội Chủ nghĩa ở Đông Dương trước Thế chiến II, bao gồm các thành viên ở Pháp và Việt Nam như Phan Tử Nghĩa, Hoàng Minh Giám, Phan Anh, Võ Nguyên Giáp, được xem là một bộ phận của Đảng Xã hội Pháp. Lãnh đạo ban đầu là Phan Tư Nghĩa, Nguyễn Xiển, có 24 ghế trong Quốc hội khóa 1 Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tập hợp trong khối cánh tả. Một số thành viên như Hoàng Minh Giám, Phan Anh, Nguyễn Văn Huyên, Đặng Đức Thông tham gia chính phủ Việt Nam. Đảng Xã hội gia nhập Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, một số đảng viên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là chính phủ đa đảng. Từ khóa 2 Quốc hội, các ứng viên tham gia ứng cử trong khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với lý do đã kết thúc sứ mệnh lịch sử, Đại hội đại biểu Đảng Xã hội họp từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 7 năm 1988, Nguyễn Lân đã ra tuyên bố giải thể đảng. Câu hỏi thứ 7 của GFHG: Đảng Cộng sản có dám trưng cầu dân ý về điều 4 hiến pháp không? Trả lời: với Đảng Cộng sản Việt Nam, bất cứ điều gì có lợi cho dân cho nước thì đều là nhiệm vụ của Đảng. Chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do dân tộc, vì thống nhất Tổ quốc, Đảng không nề hà, lịch sử đã chứng minh điều đó. Bạn có thể giải thích tại sao lại phải trưng cầu dân ý về điều 4 hiến pháp và trưng cầu vấn đề gì về điều 4 đó? Câu hỏi số 8 của Hoạch Mạnh: Nguyễn Trường Tộ có công với nhà Nguyễn và dân tộc hả chị Hải Yến? Xin chị giải thích chỗ này, tôi không hiểu. Trả lời: Nguyễn Trường Tộ còn được gọi là thầy Lân, là một danh sĩ, kiến trúc sư và là nhà cải cách xã hội Việt Nam ở thế kỷ thứ 19. Nguyễn Trường Tộ có 6 bản báo cáo gửi về Huế nhận định về sự khác nhau giữa ý đồ của Pháp Soái ở Sài Gòn và chính sách của chính phủ ở Pháp. Pháp Soái muốn thôn tính 6 tỉnh Nam Kỳ và áp đặt trên phần đất còn lại của Việt Nam một hiệp ước bảo hộ. Chính quốc thì có nhiều dư luận chống đối các cuộc phiêu lưu quân sự ở các vùng đất xa xôi. Ông cũng muốn cải cách giáo dục, đã mua sách vở, dụng cụ, máy móc ở Pháp, mang về lập trường học kỹ thuật ở Huế nhưng không thành công. Năm 1868, ông có 9 văn bản đề nghị triều đình cử sứ bộ đi Pháp. Triều đình tự Đức thì quan tâm tới việc làm sao lấy lại được 6 tỉnh Nam Kỳ. Do thương thuyết không thành công, vua tự Đức mới quyết định cử phái bộ sang Pháp để điều đình với chính phủ Pháp. Tháng 10 âm lịch năm tự Đức thứ 23, 1870, Nguyễn Trường Tộ gửi thư lên triều đình đề nghị lập lãnh sự ở Sài Gòn và sứ quán ở Pháp để nắm tình hình. Đầu tháng 11 năm đó, nhân lúc Pháp đang thua Phổ, Đức và cách mạng Pháp đang nổi dậy, lợi dụng cơ hội này, ông xin vào Nam tổ chức đánh úp quân Pháp để thu hồi 6 tỉnh Nam Kỳ. Đầu năm 1871, ông ra Huế để gặp vua tự Đức bàn về phương lược quân sự và ngoại giao mà ông đã trình bày trong các văn bản gửi cho triều đình cuối năm 1870. Triều đình Huế bàn đi tính lại mà không đi đến được một quyết định nào. Sứ bộ không được cử đi các nước, kế hoạch đánh úp Pháp để thu hồi 6 tỉnh ở Nam Kỳ cũng không được thực hiện. Mặc dù không thành công, nhưng Nguyễn Trường Tộ được lịch sử Việt Nam ghi nhận là nhà cải cách xã hội Việt Nam yêu nước. Câu hỏi thứ 9 của Nhẫn Nguyễn: có phải sách giáo khoa lịch sử ngày nay bỏ sót rất nhiều công trạng của các chúa Nguyễn đối với dân tộc Việt Nam, đối với đất nước Việt Nam? Mong chị trả lời hộ. Cảm ơn chị. Trả lời: không. Trên mạng xã hội bây giờ, rất nhiều người luôn có nhận định
Tại sao không đưa vào sách giáo khoa cuộc chiến này, công trạng kia? Thưa các bạn, với lịch sử 4.000 năm dựng và giữ nước, việc đưa cái gì vào sách giáo khoa, thời lượng bao nhiêu, cần phải cân nhắc nghiêm túc và khoa học. Một mặt, chúng ta luôn kêu phải giảm tải cho các con, mặt khác lại muốn đưa rất nhiều thứ vào sách để buộc trẻ học. Xin hỏi, trong chúng ta, khi đi học, có bao nhiêu người hứng thú thực sự với việc học hành, đặc biệt là môn lịch sử? Với môn lịch sử và một số môn đặc trưng khác, chỉ nên dành cho nghiên cứu, việc học phổ thông phải thực sự phổ thông. Câu hỏi số 10 của Diêu Nguyên. Chào chị và kênh Nguyên Nguyên tin cậy. Tôi không bi quan, nhưng tôi lo lắm, vì hiện nay cứ sờ vào đâu là lòi ra quan tham nhiều quá. Theo chị nhận định, cứ đà này thì chế độ Cộng sản ta còn tồn tại bao lâu? Trả lời, chế độ Cộng sản ta là ta tự nhận vậy thôi, còn lâu và xa lắm mới đạt được chế độ Cộng sản. Chế độ của ta hiện nay là do Đảng Cộng sản lãnh đạo, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xã hội phát triển theo quy luật khách quan, và nếu chúng ta quan tâm, chung tay thì nó sẽ phát triển theo hướng tích cực. Bản thân Đảng ta cũng phải luôn luôn tự chỉnh đốn, đổi mới để đáp ứng được vai trò lãnh đạo đất nước. Nếu không làm được điều đó thì đất nước lâm nguy, nhân dân khốn khổ, mà cũng là sự tồn vong của Đảng. Nhưng chúng ta cũng tin rằng trong lịch sử giành độc lập, phát triển đất nước, không ít nguy cơ đã được Đảng Cộng sản hóa giải và đi lên, biến thách thức thành cơ hội. Chuyện chống tham nhũng, hãy ủng hộ Đảng, cũng không bi quan, vì tham nhũng vốn là bản chất của nhà nước, bất kể đó là nhà nước thuộc thể chế nào. Câu hỏi số 11 của Phong Cảnh Nguyễn. Anh thật sự rất mến mộ em. Những câu hỏi rất khó về mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, lịch sử đều được em trả lời hay và khéo bằng chất giọng truyền cảm. Anh cũng xin đặt câu hỏi. Sao gần đây có nhiều linh mục lộng ngôn, xuyên tạc, chửi rủa Đảng, nhà nước, xúc phạm Bác Hồ ngay nhà thờ Thái Hà giữa thủ đô Hà Nội, mà thằng chỗ này xin phép không nhắc lại câu hơi nặng, thường xuyên giao giảng bậy bạ, dẫn dắt con chiên đi ngược lại lợi ích của quốc gia dân tộc. Vậy Đảng, nhà nước ta đã có biện pháp gì để trừng trị những kẻ phản quốc đó? Trả lời, nhiều người, vài tổ chức vẫn kết tội Việt Nam là độc đảng, không có tự do ngôn luận. Những luận điệu xuyên tạc bậy bạ, thiếu văn hóa của mấy người mà bạn nhắc tới là minh chứng cho sự tự do ngôn luận của Việt Nam. Những linh mục lấy đạo đối đầu với đời vì những mục đích lợi ích riêng của bản thân, giao giảng bậy bạ trong nhà thờ, ở một mức độ nào đó sẽ bị hệ thống nhà thờ xử lý, chưa cần phải đến chính quyền Việt Nam. Trường hợp linh mục Đặng Hữu Nam bị rút năng quyền, hay dân gian thường gọi là bị treo chén, là một ví dụ. Hiện nay Vatican và Việt Nam có mối quan hệ tốt đẹp, tiến tới bang giao. Những linh mục đi ngược chính sách của Vatican là phá hoại tiến trình bang giao đó, phá hoại đoàn kết dân tộc, làm hại giáo hội, làm hại dân tộc Việt Nam, thì cái kết sẽ là treo chén. Câu hỏi số 12 của bạn Toàn Nguyễn. Chị cho em hỏi, cái nôi karaoke xuất phát từ nước nào? Sao du nhập vào Việt Nam phát triển nhanh quá vậy? Karaoke kinh doanh và gia đình mọc lên như nấm, nhất là karaoke gia đình ở đâu cũng có. Như vậy là tốt hay xấu? Trả lời, karaoke có nghĩa là không dàn nhạc, do ông Inoue Daisuke, người Nhật, phát minh vào năm 1971, khi ông 31 tuổi. Năm 2004, Inoue được trao giải thưởng Nobel về hòa bình do phát minh của mình. Khi du nhập vào Việt Nam, nó phát triển rất nhanh. Lúc đầu là kinh doanh, sau đó là karaoke gia đình. Karaoke phát triển nhanh do nó phù hợp với nhu cầu ca hát, điều kiện kinh tế của đại đa số người Việt. Cũng như tất cả mọi loại hình giải trí khác, karaoke cũng có mặt tốt và xấu. Nó vốn tốt, nhưng nếu dùng nó làm nơi kinh doanh trá hình hay cách âm không tốt làm phiền hàng xóm thì lại là tệ hại.
câu số 13 của Hương Cao. Cô Hải Yến cho cháu hỏi, Trung Quốc đặt 3 nhà máy nguyên tử ở giáp biên giới có ảnh hưởng đến Việt Nam không? Liệu Trung Quốc có cố tình gây sự để làm hại Việt Nam không? Nếu vậy, Việt Nam sẽ ảnh hưởng thế nào? Trả lời, có ảnh hưởng. 3 nhà máy nguyên tử của Trung Quốc là Phong Thành, Quảng Tây, chỉ cách Quảng Ninh có khoảng 50 km. Nhà máy Sương Giang trên đảo Hải Nam cách đảo Bạch Long Vĩ hơn 100 km. Nhà máy Trường Giang ở Quảng Đông cách biên giới Việt Nam hơn 200 km. Mỗi nhà máy đều thiết kế dự kiến có 6 tổ máy. Để xây dựng những nhà máy nguyên tử rất tốn kém, cho nên xây để dùng, chứ không ai nhiều tiền đến mức xây để hại người khác. Và lại, nếu cố ý xảy sự cố, thì trên đất của họ, họ sẽ bị trước. Việt Nam đã tham gia công ước về thông báo sớm sự cố hạt nhân từ năm 1987. Nếu có sự cố hạt nhân nào, mạng lưới thông báo sớm của quốc tế sẽ cung cấp thông tin cho Việt Nam. Nếu chẳng may có sự cố, thì chỉ có một biện pháp là sơ tán thôi. Chứ còn biện pháp nào hay hơn đâu, mà trên đất họ, họ làm gì mình đâu có can thiệp được. Câu hỏi số 14 của Hậu Trần. Chị Yến ơi, riêng em thấy Tổng Bí thư Lê Duẩn cùng các cộng sự rất có công trong công cuộc giải phóng thống nhất đất nước và đánh tan nát bọn diệt chủng Pol Pot, bọn giặc Tàu chạy vội. Thế mà truyền thông ít nhắc tới, có phải sợ Trung Quốc giận không vậy chị? Chị rất uyên bác, xin chị giải thích một cách khách quan cho em hiểu với. Cảm ơn và chúc chị luôn khỏe. Trả lời, truyền thông ít nhắc tới mà bạn vẫn biết kỹ lưỡng, vậy thì cần nhắc nhiều để làm gì? Lạ là các bạn hay dùng cái lập luận sợ Trung Quốc giận. Đã sợ thì không đánh, đã đánh thì không sợ. Đừng bị ai đó bơm vào đầu cái nỗi sợ vu vơ người nước ngoài nghe các bạn. Với lại, chị Yến cũng không dám nhận là uyên bác đâu. Câu số 15 của Tiến Nguyễn. Chị cho hỏi, đây là kênh riêng của chị hay của một nhóm đứng đằng sau? Tôi thấy về khối lượng kiến thức mà chị trả lời rất lớn và thể hiện rõ chính kiến, luôn luôn bảo vệ đất nước, bảo vệ chính thể và Đảng Cộng sản Việt Nam. Do vậy, người nghe có cảm giác kênh này được bảo trợ của chính phủ nhằm mục đích giải tỏa những vấn đề tư tưởng chính trị còn tồn tại trong người dân. Trả lời, đây là kênh riêng do cá nhân Hải Yến điều hành. Tuy vậy, kiến thức là do hơn 300.000 thành viên của kênh đóng góp trong từng bình luận, mỗi lời khen động viên, lời phê bình góp ý và cả những lời không thiện chí. Cảm ơn bạn đã có lời khen. Câu hỏi số 16 của Xuân LL Đoàn. Chị Hải Yến ơi, chống tham nhũng là chiến dịch chung. Song khi đã phá ra, toàn được cán bộ đảng viên lãnh đạo mà không thấy có dân thường. Vậy sao khi quá nhiều đảng viên tham nhũng mà không thấy đảng xin lỗi đồng bào? Và nữa vậy có gọi là chống tham nhũng Đảng Cộng sản Việt Nam được không? Chị Hải Yến xin hỏi, chị có phải đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam không? Trả lời, câu này đã được trả lời rồi. Bạn tìm hiểu tội danh tham nhũng để biết vì sao không có dân thường mắc tội này. Thay vì xin lỗi, thì đảng đang rất nỗ lực chống tham nhũng. Bạn cần lời xin lỗi hay cần việc làm thiết thực? Tôi sẽ rất tự hào được là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu hỏi số 17 của Khước Nguyên. Xin chào chị Hải Yến, xin hỏi một câu. Bác Hồ thật là họ Nguyễn, nhưng sao lại là họ Hồ ạ? Xin chị trả lời giúp, xin cảm ơn chị. Trả lời, không chỉ họ Hồ, trong cuộc đời hoạt động, bác còn có rất nhiều tên họ khác. Không chỉ bác Hồ có nhiều tên họ, mà những người hoạt động cách mạng cũng đều thay tên đổi họ khá nhiều để tồn tại và tránh sự lùng sục bắt bớ. Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành, Phạm Văn Đồng còn có tên là Lâm Bá Kiệt. Không chỉ những nhà cách mạng nhiều tên nhiều họ, mà các văn nghệ sĩ cũng có tên và nghệ danh. Câu 18 của Trung Hoàng. Chào cô Yến, cho con hỏi, cái bắt tay giữa Mỹ và Trung Quốc
năm 1972, tại sao Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa đều nói là bị phản bội, và đó có phải thách thức và cơ hội lớn để ta giải phóng miền Nam không? Mong cô trả lời. Cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe. Trả lời, Trung Quốc là người anh em với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, lại bắt tay với Mỹ là địch thủ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì Trung Quốc phản bội Việt Nam. Khi ấy Việt Nam cảnh giác và có phương án để ứng phó với tình huống mới. Trung Quốc không phải là địch thủ của Việt Nam Cộng Hòa, nên Mỹ bắt tay với Trung Quốc mà Việt Nam Cộng Hòa cho rằng Mỹ phản bội thì không có cơ sở. Cái bắt tay đó làm Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa yếu đi thì phải là cơ hội cho Việt Nam Cộng Hòa mới đúng. Và đó là thách thức lớn, không phải là cơ hội đối với ta. Chỉ khi Mỹ cút thì cơ hội giải phóng miền Nam mới đến. Trên thực tế, tất cả các nước đều vì quyền lợi quốc gia của mình, đồng minh hay anh em chỉ là tình thế. Đặt niềm hy vọng, nhờ cậy, dựa dẫm hoàn toàn vào họ thì có ngày không còn chỗ để đặt chân. Bác Hồ nói, dựa vào sức mình là chính, tranh thủ sự giúp đỡ của bè bạn anh em là vì như thế. Câu số 19 của Binh Trần. Cô Yến thân mến, người ta thành lập hội đoàn, hội tộc tự phát có phải để gây phe nhóm, giúp đỡ nhau trong chính trị không? Trả lời, ở Việt Nam, đó là nhu cầu tình cảm, nhu cầu hoạt động tập thể, xã hội của mỗi người. Đó không phải là tổ chức chính trị xã hội để giúp đỡ nhau trong chính trị. Nhưng người Việt ở nước ngoài thì hội nhóm, hội đoàn là có thể. Câu 20 của Mặn Biển. Chị Yến cho em hỏi thêm câu nữa. Thời vua Hùng thứ nhất là trước công nguyên bao nhiêu và lúc đó nước Văn Lang thuộc tỉnh nào bây giờ? Trả lời, người ta xác định rằng sang thời đại Đồ Đồng thì cũng là lúc chuyển từ thời Lạc Long Quân sang thời vua Hùng. Đó là năm 2100 trước công nguyên. Nước Văn Lang gồm Bắc Bộ và ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bây giờ, được chia làm 15 bộ. Kinh đô là Phong Châu thuộc tỉnh Phú Thọ. Câu hỏi số 21, Sinh Thái Lan. Chào chương trình và chị Yến, em là Kim Thịnh, rất hâm mộ kiến thức của chị. Cho em hỏi, thời kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa, ông Tổng thống Dương Văn Minh là một nhân vật lịch sử. Xin chị cho khán giả biết rõ, nhân vật này có phải là của đảng ta cài vào để lập hòa bình thống nhất đất nước không chị Yến? Cảm ơn và chúc chị luôn mạnh khỏe. Trả lời, không, lý lịch của ông Dương Văn Minh rất rõ ràng. Khi có người đến chuyển lời đề nghị giúp đỡ của Trung Quốc, ông đã khẳng khái. Trong đời tôi đã từng làm tay sai cho Pháp, rồi tay sai cho Mỹ. Đã quá đủ rồi, tôi không thể tiếp tục làm tay sai cho Trung Quốc. Ta có cho người cảm hóa ông Dương Văn Minh, nhưng ông ấy không phải là người của đảng ta cài vào. Câu hỏi số 22 của Chính Bố. Chị Hải Yến cho em hỏi khách quan chuyến đi Mỹ của chị và khu thủ phủ người Việt tị nạn, cảm ơn chị. Trả lời, khi đi Mỹ cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, như mọi người vẫn đi du lịch, nên cũng chưa thể nói được gì nhiều. Nhưng tôi tin lời của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ Nấm, nước Mỹ không vĩ đại như mọi người nghĩ đâu. Tôi nhìn thấy những chiếc lều của người vô gia cư ở mọi nơi. Những chiếc xe đẩy trên đó là cả gia tài, từ chăn nệm đến đồ ăn của họ. Ăn mày ở phố Uôn, ghi rõ, nhận 20 đô la trở lên. Tôi cũng thấy những người Mỹ dắt chó đi dạo và tiện thể cho nó vệ sinh bên đường. Nhà cửa phố xá không quá lộng lẫy nguy nga như tôi mường tượng. Tôi cũng chứng kiến người bạn đồng hành bị mất đồ ở khu mua sắm. Dù hướng dẫn viên đã căn dặn rất nhiều lần, và thật kỹ lưỡng. Ở vài điểm du lịch, tôi thấy cảnh sát trang bị như đi trận, có cả chó, khiến tôi thấy không thoải mái. Hầu hết các điểm du lịch đều phải kiểm tra an ninh, có vẻ như nước Mỹ không an toàn. Tôi cũng thấy nước Mỹ có văn hóa giao thông mà Việt Nam nên học hỏi. Dù tắc đường hàng giờ đồng hồ và thường xuyên như vậy, nhưng khoảng cách giữa các xe vẫn bảo đảm như khi di chuyển trên đường, không có hiện tượng xe ùn lên, dúi vào nhau. Ở khu thủ phủ người Việt tị nạn, có lẽ
bạn muốn nhắc đến phố Bôn Sa, quận Cam. Ở đó, vào 9 giờ tối thì tịch mịch như vùng nông thôn ở Việt Nam. Tại khu Phước Lộc Thọ, thực ra lại là khu nhà của người Hoa mà bà con ta chỉ là người thuê để sử dụng. Mà thôi, hơi dài rồi thì phải. Để hôm nào tôi kể lể hẳn một video. Câu số 23 của Hòa Huy. Chị học lên bằng gì mà trả lời hay thế? Cảm ơn chị cho câu trả lời. Trả lời, Hải Yến chỉ tốt nghiệp đại học thôi. Quá trình đi làm có được học thêm vài cái chứng chỉ nữa. Câu hỏi số 24 của Long Nhi. Chị Hải Yến ơi, cho tôi hỏi, tại sao những người Mỹ gốc Việt ở Mỹ có một số người chống phá đất nước mình? Tại sao Bộ Ngoại giao mình không đề nghị chính quyền Mỹ xử họ hả chị? Người Mỹ gốc Việt là công dân của họ, mà sao họ để chống phá mình hơn 40 năm rồi? Vậy mong chị trả lời cho mọi người biết nha chị. Xin cảm ơn chị. Trả lời, luật pháp nước Mỹ cho phép họ tự do ngôn luận, gọi là chống phá nhưng chỉ là võ mồm thôi. Họ đã gây ra thiệt hại gì cho Việt Nam đâu. Tổng thống Mỹ còn bị mang ra la ó tẩy chay cơ mà. Lúc nào họ có vũ khí và chống phá thật như ông Hoàng Cơ Minh, khi đó ta tính tiếp. Câu số 25 của Lê Trần. Chị Yến hãy lên tiếng về tác phẩm Tại sao Việt Nam? Đoạn Bác Hồ mời Patti tới nghe bản thảo tuyên ngôn độc lập. Cộng đồng mạng đang tranh cãi ghê quá. Trả lời, đoạn Bác Hồ mời Patti tới nghe bản thảo tuyên ngôn độc lập. Bạn đã dùng từ rất chuẩn rồi đó. Có gì mà tranh cãi nhỉ? Cũng không hiểu họ tranh cãi cái gì. Đừng sa đà vào đó. Họ học chiêu lấn biển đảo của Tàu, biến vùng không có tranh chấp thành vùng tranh chấp, biến vùng tranh chấp thành của mình. Đừng sa đà vào cãi nhau để mắc mưu của họ. Câu số 26 của Thái Nguyên. Cho tôi hỏi ban biên tập và chị Yến là miền Đông Nam Bộ ngày xưa thuộc miền đất từ đâu đến đâu? Xin cảm ơn nhiều. Trả lời, Đông Nam Bộ là một trong hai phần của Nam Bộ Việt Nam, thường gọi là miền Đông, gồm một thành phố trực thuộc Trung ương và năm tỉnh. Năm 1957 mang tên miền Đông Nam Phần, gồm 13 tỉnh thành là Sài Gòn, các tỉnh Gia Định, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Long, Phước Thành, Hậu Nghĩa, Biên Hòa, Long Khánh, Phước Tuy, Bình Tuy và Long An. Năm 1966-1975 gồm 12 tỉnh thành: Sài Gòn, các tỉnh Gia Định, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Long, Phước Long, Hậu Nghĩa, Biên Hòa, Long Khánh, Phước Tuy, Bình Tuy và Long An. Năm 1975 sáp nhập các tỉnh thành để thành lập các tỉnh thành mới lớn hơn. Miền Đông Nam Bộ gồm 4 tỉnh thành: thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Định, đô thành Sài Gòn, quận Củ Chi của tỉnh Hậu Nghĩa và quận Phú Hòa của tỉnh Bình Dương. Sông Bé gồm tỉnh Bình Dương, Bình Long và Phước Long. Tây Ninh, Đồng Nai gồm Biên Hòa, Long Khánh và Phước Tuy. Tỉnh Bình Tuy cũ nhập vào tỉnh Thuận Hải thuộc miền Trung, tỉnh Long An nhập vào miền Tây Nam Bộ. Qua hai lần tách nhập, từ năm 1997 đến nay, vùng Đông Nam Bộ có 6 tỉnh thành, gồm thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Câu hỏi số 27 của Thông Lê Thửa. Chị Yến cho em hỏi, ngành giáo dục nước ta có vấn đề, nếu chính phủ không nhanh vào cuộc thì nhiều thế hệ sau này không còn nhận ra lẽ phải. Em thật sự lo lắng cho bộ sách giáo khoa lớp 1 hiện nay. Trả lời, bạn đã trả lời rồi đó, đồng ý với bạn. Câu 28 của Thị Hiệp Võ. Chào Hải Yến, chị hay xem kênh này vì Win Win làm chương trình rất thực. Chị muốn hỏi, lính Trung Quốc sang xâm lược Việt Nam, bị Việt Nam đánh nó chết, đem về, nó có làm nghĩa trang như Việt Nam mình không? Nó vinh danh lính nó như thế nào? Trả lời, họ có nghĩa trang, cũng vinh danh là liệt sĩ, giáp với Vị Xuyên là nghĩa trang Malifaux. Câu hỏi số 29 của Vĩnh Hoàng. Cô là một người rất nhẫn nại và độ lượng, tại sao cô phải trả lời những câu hỏi móc chứ không phải khó, mà rất bình tĩnh? Tốt nhất
nên cho một số khán giả phản động ra ngoài lề đi cô ạ, đỡ mất thời gian. Trả lời, bởi vì cô vẫn hy vọng một ngày nào đó họ quay đầu là bờ. Khi họ còn hỏi là còn quan tâm, còn quan tâm là còn tìm hiểu, còn tìm hiểu thì sẽ có lúc hiểu ra. Câu hỏi số 30 của Đô Nông. Cô Yến ơi, cho cháu hỏi, có phải Campuchia đã ngả hẳn sang phía Trung Quốc rồi không? Nếu Trung Quốc lôi kéo thành công Campuchia thì hậu quả sẽ thế nào ạ? Cảm ơn cô. Trả lời, Trung Quốc với Việt Nam là mối quan hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh. Hợp tác để hai bên cùng có lợi, cùng phát triển. Đấu tranh để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Việt Nam và Trung Quốc có phải kẻ thù đâu mà lo sợ họ lôi kéo người khác. Với Campuchia cũng vậy. Họ cũng giữ bản lĩnh và đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết. Lịch sử đã dạy cho tất cả các bên bài học xương máu. Campuchia là nước bé, họ phải mềm mỏng, khôn khéo để tồn tại và phát triển. Nếu lo thì nên lo cái bọn người Việt yêu nước ngoài ấy. Chúng làm loạn từ bên trong, tạo cơ hội cho ngoại bang can thiệp. Câu hỏi số 31 của Nguyên Vo. Con chào cô Yến. Con thường coi về tin tức Biển Đông, thấy Trung Quốc rất ngang ngược. Nếu Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố và sử dụng, xây dựng, đóng chiếm hết Biển Đông, thì Việt Nam mình sẽ hành động như thế nào? Có nhiều người không hiểu, nói Việt Nam chỉ biết quan ngại sâu sắc. Mong cô giải thích ngắn gọn cho họ hiểu, vì con thì đã hiểu câu nói đó là như thế nào rồi. Trả lời, đầu tiên, bạn phải hiểu Biển Đông như cái ao làng ấy. Những người dân trong làng đều có quyền lợi từ cái ao, cho nên nói Biển Đông của Việt Nam là chúng ta đã gây sự với các quốc gia có quyền lợi tại Biển Đông rồi. Chúng ta nói Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam, thế mới đúng. Ngoài ra, các bạn phải tìm hiểu thêm các khái niệm như thềm lục địa, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vân vân. Trung Quốc ngang ngược trên Biển Đông, chứ làm sao dám chiếm hết Biển Đông, vì nó là cái ao làng, làng không để thế được. Việt Nam thì chỉ quan ngại sâu sắc, tuyên bố và quan ngại, thế là đủ rồi. Nhưng bạn đừng lo, đừng quan ngại. Ta mua sắm trang thiết bị hiện đại cho Hải quân, đâu để chỉ quan ngại sâu sắc. Hy vọng những kẻ dốc tâm xâm chiếm ao làng đủ khôn ngoan để đừng gây ra cái Điện Biên Phủ trên biển, làm nổi danh Việt Nam. Câu hỏi số 32, Bác Thoi. Xin hỏi, ngày nay rất nhiều gia đình đốt vàng mã vô cùng tốn phí tiền bạc. Tại sao Hội Phật giáo không vào cuộc? Nếu tệ nạn này tiêu diệt được, thì xây dựng được biết bao nhiêu trường học? Trả lời, Hội Phật giáo cũng gương mẫu trong việc này. Họ khuyến khích không đốt vàng mã. Tuy nhiên, không thể can thiệp vào câu chuyện của các gia đình. Nói về tệ nạn này tiêu diệt thì sẽ xây được biết bao trường học, thì cũng giống như câu chuyện hoa tươi, phê bình lãng phí khi có tặng hoa. Nếu hạn chế thì người trồng hoa, người bán hoa, nghĩa là rất nhiều người sẽ mất nghề kiếm sống. Nhà nước không cấm chuyện vàng mã mà chỉ kêu gọi khuyến khích người dân hạn chế. Cái bẫy nhân quyền ở Việt Nam rất nhạy đó bạn. Câu hỏi số 33 của Binh Ninh. Chị Hải Yến ơi, tôi chỉ thắc mắc một chuyện. Cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam là biểu tượng như thế nào mới đúng hả chị? Cảm ơn chị ạ. Trả lời, các đảng cộng sản đều dùng cờ có hình búa liềm màu vàng trên nền đỏ. Đó là biểu tượng của giai cấp công nông liên minh. Cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vậy. Thưa quý vị và các bạn, hỏi khó đáp nhanh của chúng ta tạm dừng tại đây. Mọi câu hỏi xin ghi dưới phần bình luận. Chúng tôi sẽ nhận đến 20 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2020. Mời quý vị và các bạn đón xem số tiếp theo của Hỏi khó đáp nhanh vào tối Chủ nhật 25 tháng 10 năm 2020. Win Win Việt Nam xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.